cứu tôi, cứu tôi Tài ơi, cá tôi Tài ơi. Anh theo em về mà miền Tây, thằng tí nó hóng chuyện ai về là mình đây. Dưới chỗ em nơi đây nhiều mùi hay, anh cứ nhậu thoải mái, có xỉn em vào thay. Lắc lư trên thuyền thúng giữa rừng dừa, cảm nhận nhịp sống chậm rãi của dòng sông, hít thở không khí trong lành, tận hưởng sự yên bình của cuộc sống là điều mà du khách sẽ nhận được khi phi vu đến rừng dừa bảy mẫu.